Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân tháng Thanh niên năm 2023 tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang. Tham dự có lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hạ Lang. Với chủ đề Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong chuyển đổi số, tháng thanh niên năm 2023 gồm nhiều hoạt động phong phú đa dạng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong đảm nhận các công trình phần việc an sinh xã hội ở vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn, đồng thời góp phần đưa công cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên được trải nghiệm thực tế, rèn luyện bản thân, cống hiến và trưởng thành. Tại lễ phát động, Ban tổ chức trao tặng 15.000 cây giống cho đại diện các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Đồng Loan, 500 khăn quàng đỏ cho hội đồng đội huyện Hạ Lang, triển khai các hoạt động đồng hành, khánh thành công trình phòng truyền thống đội tại trường trung học cơ sở Thành Nhật, ra mắt công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử văn hóa chùa Sùng Phúc, tổ chức xếp 200m hàng rào đá đường lên di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Động Rơi, trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng chương trình vì một Việt Nam xanh, khởi công ngôi nhà yêu thương, tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, 10 chiếc xe đạp cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn xã Lý Quốc. Tổng giá trị các công trình phần quà trị giá trên 120 triệu đồng với sự đồng hành tài trợ của các tổ chức, đơn vị, đoàn khối doanh nghiệp trung ương, đoàn tổng công ty bưu điện Việt Nam, đoàn tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần quản lý đường bộ Cao Bằng, chi đoàn sở xây dựng. Thông qua các hoạt động khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 15. Nhiệm kỳ 2022-2027. Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc vừa tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua, đội ngũ y bác sĩ, những người làm trong ngành y tế huyện Bảo Lạc luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, tinh thần chiến đấu của những người chiến sĩ áo trắng càng phát huy cao độ, để lại nhiều hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương. Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tại huyện Bảo Lâm, Cụm An ninh Liên Hoàn giữa 4 huyện giáp danh cùng các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng năm 2023. Trong năm 2022, cấp ủy chính quyền 4 huyện giáp danh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ việc phát sinh. Trong năm xảy ra 105 vụ với 148 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội, đã khởi tố 38 vụ với 52 bị can, truy tố 11 vụ với 17 bị can, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 56 vụ với 87 đối tượng, tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các vụ đối tượng còn lại. Đạo Tin Lành có 130 điểm nhóm, 122 điểm nhóm đã đăng ký hoạt động, còn 8 điểm nhóm chưa đăng ký với cơ quan nhà nước, giảm 445 hộ, 2.903 khẩu so với cùng kỳ năm 2021. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình còn có 35 hộ, 201 người theo. Duy trì tổ an ninh tự quản, các mô hình tự quản về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả. Thời gian tới, 4 huyện giáp danh tiếp tục củng cố mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát huy tinh thần tự giác, chủ động phòng ngừa tội phạm ở cơ sở, không để bị động bất ngờ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2023,
và 34 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Sáng 25 tháng 2, Ban Liên lạc Hội Hưu trí Bộ đội Biên phòng huyện Hà Quảng tổ chức buổi gặp mặt. Tham dự có đại diện lãnh đạo chỉ huy 4 đồn biên phòng trên địa bàn huyện và 70 cán bộ, chiến sĩ là con em huyện Hà Quảng hiện đang công tác ở các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 64 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã kế thừa và phát huy bản chất truyền thống vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tham gia tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, triển khai nhiều mô hình cách làm hay để hỗ trợ nhân dân biên giới phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ban Liên lạc Hội Hưu trí Bộ đội Biên phòng huyện Hà Quảng được thành lập ngày 3 tháng 3 năm 2021. Hiện nay, hội có 21 hội viên là những cựu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn huyện, tự nguyện tham gia vào hội. Trong những năm qua, các hội viên luôn gương mẫu, đi đầu, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều 25 tháng 2, trong chuyến công tác tại Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát dự án tặng quà người dân tại khu nhà ở xã hội phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Dự án nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm nằm trong quần thể các khu dân cư đô thị hiện đại tại khu vực quảng trường Hòa Bình, gồm 3 tòa nhà 15 tầng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 700 tỷ đồng, với gần 800 căn hộ bán và cho thuê. Diện tích mỗi căn hộ từ 40 đến 69 m2, giá 10,5 triệu đồng một m2. Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị nhân rộng mô hình nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm. Các địa phương cùng các cơ quan, các doanh nghiệp và ngân hàng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tổng kết các mô hình, cách làm để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có vấn đề liên quan tới nguồn vốn. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất gói tín dụng hơn 100.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dành cho cả chủ đầu tư và người có nhu cầu sử dụng. Thủ tướng đề nghị Hòa Bình rà soát các đối tượng có nhu cầu, quy hoạch đất, giao dự án cho các doanh nghiệp đủ năng lực để xây dựng các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trố tại xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, có 2 con là liệt sĩ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, động viên con cháu và người dân địa phương phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư. Trong số 35 ngân hàng được khảo sát vào cuối tuần này, mức lãi suất niêm yết cao nhất đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 9,5% một năm. Trong đó có 5 ngân hàng áp dụng lãi suất 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, còn có 14 ngân hàng khác niêm yết lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 12 tháng từ 9% trở lên. 4 ngân hàng có vốn nhà nước niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng thấp nhất ở mức 7,4% một năm. Đối với hình thức gửi tiền tại quầy và trên 8% đối với hình thức gửi tiền online. So với giai đoạn cao điểm cuối năm ngoái, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng đã giảm đáng kể. Song song với giảm lãi suất huy động, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho vay, nhưng thường chỉ hướng đến một nhóm khách hàng nhất định. Việc nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay diễn ra sau khi lãi suất huy động có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ cuối tháng 1 năm 2023. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đây là nỗ lực, quyết tâm của tổ chức tín dụng nhằm tiết giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người dân. Liên tiếp các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên toàn quốc đã bị điều tra. Nhiều sai phạm sau đó được xác định có hệ thống. Đến nay, hơn 50 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã bị khám xét. Khoảng 300 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm, tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm,
lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Tính hệ thống trong sai phạm được thể hiện rõ khi lãnh đạo cục đăng kiểm bị bắt vì nhận tiền bảo kê, bỏ qua sai phạm cho nhiều trung tâm đăng kiểm. Nhiều trung tâm đều đặn hối lộ để được duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Còn chủ các phương tiện không đạt chuẩn an toàn kỹ thuật lại đưa hối lộ để được cấp phép lưu hành. Sai phạm diễn ra trong nhiều năm và ước nhiều chục tỷ đồng đã được thu lợi bất chính. Theo diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng với những vi phạm tương tự. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Với sự theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì mọi sai phạm sẽ sớm được làm rõ. Tỷ lệ sinh mổ lấy thai ở Việt Nam tăng gấp 3 trong 15 năm. Đây là thông tin đáng chú ý theo báo cáo Tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em năm 2022 của Bộ Y tế. Đặc biệt, với số ca sinh mổ chiếm gần 37% tổng ca sinh con trong năm 2022. Con số này đang cao hơn nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là 10-15% để tránh tai biến cho mẹ con. Theo các bác sĩ, phân tích hiện nay, tỷ lệ chủ động mổ lấy thai theo yêu cầu ngày giờ của nhiều gia đình tăng cao. Bên cạnh đó, các biến chứng liên quan đến chuyển dạ cũng khó lường hơn. Nhiều trường hợp khó sinh, bác sĩ thường chuyển sang để mổ để phòng tránh chuyển biến xấu. Thêm nữa, khi một phụ nữ sinh con đầu lòng bằng phương pháp mổ, thì con thứ hai, thứ ba chắc chắn phải mổ. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh mổ tăng lên. Thông thường sinh mổ, cả mẹ và bé có thể gặp nhiều nguy cơ hơn sinh thường. Do đó, tỷ lệ sinh mổ tăng cao đang gây ra nhiều lo ngại về sức khỏe của mẹ và bé. Chuyên gia y tế khuyến cáo, chỉ sinh mổ trong trường hợp mổ lấy thai là chỉ định bắt buộc. Bởi vì để mổ, cả mẹ và bé có thể gặp nhiều nguy cơ hơn sinh thường. Phụ nữ đã trải qua mổ lấy thai, ở lần mang thai tiếp theo sẽ tăng nguy cơ vỡ tử cung, đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ lúc chuyển dạ do thành tử cung mỏng. Nguy cơ vỡ tử cung khi có sẹo mổ cũ 2 lần cao gấp đôi so với sẹo mổ cũ 1 lần. Chuyển sang tin quốc tế. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp cấp cao về duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine. Theo báo cáo của các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, trong một năm nổ ra cuộc xung đột, đã có 30% số việc làm bị xóa sổ, hàng triệu người mất chỗ ở và gần 10 triệu người, cùng phần lớn là trẻ em, bị tác động về sức khỏe tinh thần. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cuộc chiến này đã không chỉ gây ra hậu quả cho Ukraine mà còn cho cả Nga. Những tác động của nó tới kinh tế toàn cầu, chúng ta sẽ còn không thể dự báo trước được. Nhiều quốc gia thành viên cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt cuộc xung đột, khẩn trương nối lại đàm phán, tìm giải pháp hòa bình toàn diện, thỏa đáng và lâu dài. Tại cuộc họp, đại diện của Liên Hợp Quốc cũng vạch ra một loạt hành động khẩn cấp nhằm thúc đẩy các nỗ lực ưu tiên bảo vệ thường dân và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào địa điểm dân sự. Liên Hợp Quốc cho rằng, cuộc chiến ngày càng căng thẳng đã dẫn tới mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, và đây là điều không chấp nhận được. Sau một năm nổ ra xung đột, tới nay, Hội đồng Bảo an đã có tới hơn 50 cuộc họp dưới mọi hình thức về vấn đề Ukraine và chiếm tới 15% các cuộc họp công khai. Dù chưa thể đưa ra được nghị quyết nào cụ thể do quyền phủ quyết của các thành viên nhóm P5, nhưng các cuộc đối thoại ngoại giao trực tiếp được kỳ vọng sẽ giúp phần nào hóa giải các bất đồng, để ít nhất tránh xảy ra các nguy cơ leo thang căng thẳng trong thời gian tới. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!